Xin kính chào toàn thể anh em khách quý, anh em khách thủ và tất cả những anh em đồng nghiệp. Lời nói đầu tiên, cho phép được xin gửi lời cảm ơn và lời chúc sức khỏe đến toàn thể quý anh em khách thủ gần xa ha. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và đặt niềm tin cùng cơ sở bên em trong thời gian qua. Và cũng không khác gì những video trước nha anh em, là hôm nay cũng tiếp tục trả đơn hàng cho anh em khách thủ tiếp theo ha. Là hôm nay cũng xin trả ba đơn hàng cho ba anh em khách thủ tiếp theo nha. Là hôm nay trả hàng là con máy kích cá điện tử, một con máy kích cá điện tử 10 feet băm DP3 huyền thoại nha anh em, là hai và hai con máy kích cá điện tử 6 feet ha băm DP3 huyền thoại bên em. Là hôm nay xin trả ba đơn hàng cho ba anh em kích thủ ha. Là đơn hàng thứ nhất là con máy 10 feet là cho anh Hải ha, khách hàng ở thành phố Hồ Chí Minh, và hai con máy 6 feet là cho hai anh em kích thủ ở cùng tỉnh là Vĩnh Long ha, là anh Lực và anh Huy. Thì tổng quan các con máy anh em cũng nhìn thấy ha, cũng như những con máy trước thôi. Thì đây là con máy 6 phép bên em. Đây ha. Đây nha anh em, là 6 phép lưng đồng ha, anh em nhìn thấy nha. Đây bên đây là ba con, bên đây là ba con dạng công suất ha. Thì anh em nhìn, một số anh em nhìn biết cách nhận biết máy điện tử bao nhiêu phép đó, anh em có hỏi là nhìn vào đâu để biết, thì đây anh em nhìn thấy đây, đây là dạng công suất nè. Thì đối với máy Việt Nam nha anh em ha, đối với máy Việt Nam anh em nhìn vào hai máy nhôm hai bên nè, là nó có máy, nó gắn bao nhiêu con phép lên đây, là anh em tổng lại là tổng cái số phép của con máy ha. Thì con máy này máy 6 phép. Còn đối với một số máy điện tử á, thì trên máy nhôm này nè là nó có lắp thêm phép chống ngược luôn. Đó. Bởi anh em nhìn máy điện tử thì anh em nó khó. Còn máy Việt Nam mình đa số thì dạng nhôm này là chỉ lắp dạng công suất thôi, còn phép chống ngược là nằm mặt dưới mạch ha. Thì mặt dưới nè, mặt dưới có mà phép chống ngược nằm phía dưới đây nè. Nó anh em nhìn thấy ha, nó có khe gió nè. Là phép chống ngược nằm dưới đó đó. Thì hai máy là đều như nhau nha anh em nhìn thấy ha. Đó. Đều là 6 con phép. Thiết kế mà chi tiết ha, nè anh em nhìn thấy nè, chung là em bán hàng đâu ra đó nha anh em, đều cam kết với anh em là chất lượng hiệu quả cao ha, chung em review máy là review cận cảnh cho anh em luôn, chứ không phải là giấu giếm gì hết ha, đó anh em nhìn thấy hết luôn. Còn đây là con máy 10 nha, máy 10 phép đây, thì mỗi dạng công suất là 5 con, chung là đây là làm thêm 2 tầng rồi, anh em nhìn thẳng xuống sẽ không thấy ha. Đây thì đây nhìn bên hông sẽ thấy là nhôm 2 tầng ha. Thì đồ là thiết kế rất chi tiết nha anh em đó. Nếu anh em nào có cần máy nào thì cứ alo trực tiếp cho em. Thì hai con máy này là chuyên bên bộ binh, thì con máy này có thể đến bộ máy thuyền đều được nha. Con máy 10 máy này là máy 10 phép, còn hai này là máy 6 phép. Thì tất cả ba con máy này đều đánh nước ngọt nha anh em, là ngọt trong, ngọt đục, ngọt vàng, ngọt nhiễm tạp chất ha, nó đều đánh được. Thì dòng máy bên em sản xuất ra thì tất cả các chức năng đều có hội tụ đầy đủ ha, như là chống gập ngược nè, chống chập vợt, chống quá tải qua dòng và chống giật cò bóp cho anh em luôn nha. Thì dòng máy bên em sản xuất ra thì đánh cá tổng hợp nha anh em, chứ không kén cá chọn canh gì hết nha anh em, đánh chỉnh tần số phù hợp là cá rút tận vợt cho anh em. Rồi tiếp theo em xin đóng nắp lại từng con máy và hướng dẫn chi tiết và tiến hành test máy cho ba anh ha. Thì đối với con máy điện tử á, thì em hướng dẫn là hướng dẫn chung luôn nha anh em, là nói chung luôn anh em, chung anh em chú ý lắng nghe giùm em ha, cho anh em biết cách sử dụng cho nó đúng, nó phù hợp á. Thì đối với hai máy 6 này đơn hàng đầu tiên của hai anh ha, còn đây là đơn hàng thứ 5 của anh Hải rồi nha. Anh Hải sử dụng máy bên em này, đơn hàng thứ 5 rồi nha anh em. Thì anh Hải đã biết cách sử dụng rồi, nhưng mà em vẫn hướng dẫn cho anh để anh nắm ha, và cho anh em kích thủ khác để anh em tham khảo luôn nha, cho nó dễ. Thì đối với máy điện tử là mình bóp cò trên bờ nó sẽ không kêu nha anh em. Thì một số anh em mua ủng hộ máy bên em á, về nhà anh em mà nhiều khi anh em bận việc anh em không có xem video được hết nó khúc cuối á, thường thường là khúc cuối em mới nói cái phần mà là bóp cò trên bờ nó không kêu, nhưng hôm nay em sẽ nói trên đầu tiên cho anh em
cho anh em dễ nắm luôn ha. Thì đối với máy điện tử mình bóp cọ trên bờ nó sẽ không kêu nha anh em. Thì chúng ta cho mang tải điện, ví dụ ở đây em cho mang tải bóng đèn thì bóp cò máy nó mới kêu được, còn nếu em tháo bóng đèn ra thì nó sẽ không kêu được nha. Còn anh em ở nhà mình không có bóng đèn, mình lấy hai vợt để dưới nước nha anh em. Anh em để dưới nước, xuống ao, xuống hồ, xuống sông ha, chứ đừng có để mà trong lu không thao. Lu không thao là khi nó không đủ tải nó sẽ không kêu được con máy nha anh em. Anh em chú ý cho em ha. Rồi đóng xong con máy 10 nha. Và bây giờ xin đóng nắp con máy 6. Anh em mà có nhu cầu biết thông tin, muốn biết thông tin chi tiết hơn về con máy á, thì anh em cứ alo trực tiếp cho em nha. Thì đối với con máy này nè, 6 này, hiện tại thì em thiết kế vào cái hộp trắng ha, và ghi rất là chi tiết từng cái chức năng của từng bộ phận gắn trên con máy ha. Đây là cò bóp, làm cò bóp trời cho anh em luôn nha ha, để anh em dễ sử dụng, mình dễ thay thế nha anh em, là con máy nó gọn gàng ha. Thì anh em cũng biết rồi, dây cò bóp là sẽ lâu ngày nó cũng sẽ bị oxy hóa ha, nó sẽ bị hư dây nó. Anh em tiện anh em thay, không cần phải tháo máy trong anh em hàng ha, tại vì một số anh em không có điều kiện anh em hàng không được. Rồi nó sẽ, mình sợ mình khi mình tháo ra nó sợ anh em, nhiều khi nhiều người không dám tháo nữa, sợ ảnh hưởng bên trong con máy ha. Bảo em làm cái cọc rờ này cho anh tiện lợi cho anh em dễ sử dụng. Anh em nào có yêu quý mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha. Cảm ơn anh em đã đồng hành cùng kênh của em trong thời gian qua nha. Chung là đăng ký kênh này, chung là ủng hộ tinh thần cho em nha anh em, hoặc là anh em đăng ký kênh để theo dõi cho những anh em kích thủ, chung là mới biết đến kênh của em á, nên anh em có quan tâm á thì anh em đăng ký kênh để anh em theo dõi, để anh em có cái niềm tin tưởng hơn rồi anh em sẽ đến với em ha. Nhiều khi anh em còn e ngại, anh em khi mình mới biết, không biết bên em làm ăn như thế nào mà anh em cũng ngần ngại, thì anh em cứ đăng ký kênh đi, theo dõi coi bên em làm việc như làm ăn như thế nào ha, coi uy tín chất lượng hay không. Rồi sau đó thì anh em alo cho em, em sẽ hỗ trợ cho anh em biết thông tin từng chi tiết, những thông tin anh em cần biết đó. Em hỗ trợ cho anh em hết mình ha. Rồi tiếp theo xin đóng nắp con máy 6 tiếp theo nha anh em. Thì sau khi đóng nắp hoàn chỉnh là em sẽ tiến hành hướng dẫn chi tiết hơn để cho anh em được nắm và test con máy luôn nha. Thì máy bên em anh em cũng nhìn thấy rồi, mà thiết kế là tất cả các linh kiện là em làm khi cũng không có giống ai đâu nha anh em. Đó, bởi giá cả này cũng không giống ai luôn. Nói chung anh em là em bán máy là bán giá trị chất lượng máy ha, chứ không có bán máy kiểu điếm con tính tiền nha anh em. Thì dây điện nguồn là dây 6 chấm cho anh em nha, chứ không làm dây, không làm dây 4 chấm, chứ không làm dây mà dây đôi nhỏ nha anh em. Chung làm để đảm bảo chắc chắn cho anh em sử dụng an toàn hiệu quả, chứ không phải là làm chủ yếu là bán con máy không là xong nha anh em, đó là không đúng nha. Chung bên em làm ăn là mục đích là uy tín chất lượng hiệu quả cao, để cho anh em có kiếm kế mưu sinh đó, chứ không phải em chỉ em cần bán con máy là xong trách nhiệm nha anh em, chứ đó là không đúng ha. Thì bên em có cung cấp tất cả các dòng máy nha, chung máy đi bộ nè, máy đi thuyền, máy cơ, máy điện tử cũng có ha, những máy nước ngọt, máy nước mặn đều có. Thì đó với giới thiệu là giới thiệu cho những anh em mới, anh em để được anh em được nắm luôn nha, kể cả những dòng máy chuyên kích lạnh, thả lạnh tổng hợp luôn nha anh em.
Rồi bây giờ tiến hành test từng con máy nha. Bây giờ em test máy 6 phép trước đi, rồi sau đó em sẽ test test máy 10 nha. Thì 6 phép thì hai cái giống nhau, em sẽ hướng dẫn lấy một con bất kỳ để em hướng dẫn cho anh em. Rồi sau đó em tiến hành test máy nha. Đây con máy này gần tay em hướng dẫn trước nha. Đây. Thì mặt trước đây thì hai máy đều như nhau. Là em thiết kế là có hai cọc đầu ra. Ha. Và cái trên đây là có cái công tắc, phía bên đây thì có cái nút chỉnh tần số, em có ghi rõ ràng đây, tần số ha. Và có ghi dấu ký hiệu nè, dấu trừ, dấu cộng. Mình dọn theo hướng dấu trừ này là nó yếu lại, vặn theo hướng dấu cộng là mạnh lên ha. Còn cái công tắc phía bên đây em ghi hiệu chữ lì và chữ băm. Thì bật bên đây là đánh lì ha, đánh lì kiểu nhấp tay như kiểu truyền thống ngày xưa nha anh em. Còn đánh băm đây là chế độ xung nhịp ha, nó tự động em canh hay mặc định rồi anh em chỉ cần chuyển qua anh em đánh thôi ha. Còn hai cọc á thì cọc đen mình đi tay nghịch cho em, cọc đỏ đi tay thuận ha. Tại vì khi đánh cá thì con cá sẽ rút bên cọc đỏ nhiều hơn, mình dễ xử lý, mình bắt dễ bắt thôi chứ không có gì. Còn phía sau này có những cái hai cặp cùng màu nha anh em nè, màu đen hết nè đó, mà trước này là đỏ đen nha, chứ khác nhau nha, khác nhau là ra vợt ha. Thì nữa em sẽ ký hiệu ghi chữ này luôn, tại vì em mới đắp xong em chưa ghi kịp chữ này, em này sót ha. Đây sẵn ghi chữ vợt cho anh em luôn nha. Đó, đây là vợt, đây bên đây là mát ha, để em vẽ ký hiệu mát này cho anh em. Còn đằng sau thì có quạt tản nhiệt và có lưới chắn rác bảo vệ đầy đủ nha anh em. Đây ha, là giúp mình rác nó không, nói chung là nó hạn chế rác vào con máy. Thì đối với máy điện tử anh em tuyệt đối là nó kỵ nước nha anh em, là mình sử dụng là mục đích đánh cá nhưng mà mình phải bảo vệ con máy, bảo quản máy ha. Tại vì môi trường nó tiếp xúc là môi trường gần nước nên nó dễ bị ảnh hưởng, dễ bị ảnh hưởng ha, nên em bảo vệ thật kỹ cho nó bền con máy chúng ta ha. Thì trong trường hợp này em chia sẻ cho anh em luôn, trong trường hợp mình nói chung là xui rủi đi ha, lỡ mình làm nước nó vô con máy đi đó, thì lúc đó anh em tuyệt đối là không được bóp cò một cái nào nữa, lúc đó anh em phải gỡ kẹp ra liền ha. Về mình gỡ kẹp xong rồi đó, về mình tháo nắp ra thì nắp thì bốn góc ở dưới này nè, nãy em cũng có tháo nắp ra em để lại đó, đó. Tháo ốc bốn góc, bốn con thì mình gỡ nắp lên, mình tháo có những cái linh kiện em cắm đây nè, nó như là công tắc nè, cái tần số nè, cò bóp nó. Còn nếu anh em sợ lộn thì mình lấy bút lông làm dấu thôi, sau khi mình phơi mình sấy khô máy lại á, lúc đó mình cắm lại mình sử dụng thôi. Còn lúc mình trong máy nó đang có nước anh em bóp cò một cái là sẽ nổ dàn phét liền đó, anh em tuyệt đối nha, nó trong trường hợp xui rủi thôi, thì mình sử dụng kỹ lưỡng là sẽ không ảnh hưởng gì hết. Với lại cho không được chập vợt nha anh em, chập vợt trong trường hợp chúng ta đang mang tải thôi, thí dụ mình đang đánh với nước là hai vợt nó chẳng đụng đợi thì máy chức năng bảo vệ sẽ tự ngắt đó, chứ mình ở trên bờ mình chập lửa thử chập lợt là mình kéo lửa này kia như máy cơ là không được nha anh em, là lúc máy điện tử mình không làm như vậy được nha, là sẽ hư máy ha. Rồi bây giờ tiến hành hướng dẫn cho con máy 10 luôn, rồi bây giờ em tiến test chung một lượt luôn nha. Đây là cũng thiết kế mặt trước con máy 10 của anh Hải đây, là cũng như những con máy trước thôi ha, chứ không có gì mà khác lạ hết. Thì mặt trước là có hai cầu đầu ra, một cái nút chỉnh tần số, một công tắc chuyển chế độ đánh. Thì đây là tần số ha, về mình chỉnh anh đánh nó mức 2, 3 hoặc 4 trước cho em. Nếu cảm thấy cá yếu hạ chỉnh lên, cá chết yếu á hoặc là chạy á. Còn trong trường hợp mình cảm thấy con cá chết tim, chết liệm, chết lì á thì như là lúc đó anh giảm tần số lại giùm em ha. Tại vì tần số anh em chỉnh tần số cao quá thì sẽ máy sẽ hao điện nè, một phần là với lại anh em đánh không hiệu quả ha. Thì cá nó chết tim, chết chuối dưới, nó chết không kịp ngáp nữa, lâu lấy đầu mà nó trào lên được cho anh em. Còn công tắc phía dưới đây là công tắc chỉnh chế độ ha, đánh lì và đánh băm. Băm sung chọn sung, ở đây là đánh lì chế độ nhấp tay. Còn hai cọc này là hai cọc ra vợt, đây là vợt, đây là mát ha, đây mát anh đi bên tay nghịch cho em, rồi vợt anh đi tay đỏ bên
ta thuận bên lên bên cọc đỏ ha. Còn phía sau thì có dây, đây là cọc cò bóp, làm cái cọc cùng màu, đây là cọc này màu đỏ nha, làm ký hiệu chữ cò bóp nè, nên anh em lắp dây cò bóp này vào, dây cò bóp này cho ba anh luôn đây ha, ba dây lắp vào đây nha. Thì dây kẹp nguồn là sử dụng dây 6.0 cho anh em ha, chung là dây tốt ha. Đây kẹp đỏ là cộng nha anh, kẹp đen là trừ nha. Thì con máy 6, hai con máy 6 cũng vậy luôn nha, thì kẹp đỏ là cộng nè, có bao đỏ nè, bao đỏ là cộng nè, đen này là trừ nè. Rồi vậy thôi, giờ tiến hành test từng con máy trước nha. Thì bây giờ em test con máy 6 phép trước. Giờ để em lắp cái cò vào nè. Thì anh em vặn ra cò này, vặn ra nha. Vặn ra nó có lỗ sổ vào nha anh em. Đó. Còn đây em sử dụng kẹp cho nhanh thôi. Rồi em đã lắp kẹp bình vào rồi nha. Bây giờ tiến hành test máy nha anh em. Thì đối với máy điện tử em đã nói rồi từ đầu ha, thì máy mình bắp cỏ trên bờ nó sẽ không kêu. Đây, cào mình chưa cho băng tải thì máy sẽ không xuất cái đồng điện ra được, nó mới không hoạt động được. Bây giờ mình cho băng tải ha. Thì anh em ở nhà thì mình đem 2 giờ để nước, còn em đây mình thử cái bằng bóng đèn nha. Bóng đèn halogen bóng 1000W nha nè. Mình thử chế độ đánh lì trước nha nè. Đây, tần số rất thấp ha. Tăng tần số lên đây. Đó, đó là tần số maximum của con máy nha. Thì dòng này chưa nến bộ ha, nên anh em sử dụng rất là nhẹ bình. Rồi chuyển sang chế độ đánh băm xung, trộn xung. Đây là chế độ trộn xung nha anh em. Thì em canh này hay mặc định rồi, anh em cứ cần chuyển qua anh em đánh thôi, chứ không có gì khác lạ ha. Đó, tần số mạnh yếu nha, tùy vào trường hợp, tùy vào mực nước, vùng nước, mặt cá mà nhỉnh là tần số khác nhau. Nói chung anh em tùy cơ ứng biến chỗ có tần số ha. Nhưng mình thấy yếu thì mình tăng lên, còn thấy mạnh quá thì mình giảm lại vậy thôi. Rồi bây giờ tiến hành tiếp test con máy tiếp theo nha. Rồi, em đã lắp cò bóp vào nha anh em. Đây. Rồi giờ tiến hành test máy nha. Em thử chế độ đánh lề trước nha anh. Đây là chế độ đánh lề nha. Tăng số lên đây maximum nha. Rồi bật công tắc chuyển qua chế độ đánh băm nè. Đó. Băm này em canh hai mặc định rồi ha. Nói chung là tiếng máy làm tiếng kêu nhỏ vừa chứ không có tiếng lớn đâu nha nè. Tại vì máy đi bộ mình để gần đó, nói chung gần phía sau lưng mình đó, nên mà làm tiếng lớn quá thì anh em sử dụng nó sẽ bị ồn. Rồi tiến hành test con máy tiếp theo là con máy 10 phép ha, cho anh Hải ha. Thì cũng như hai con máy trước thôi ha, cũng như hai máy 6 nha, mình vừa test xong đó. Thì con máy này nó máy điện tử thì trên bờ mình bắp cò cũng không kêu nha anh em. Nè, thì đối với máy điện tử mình sử dụng
mình cho băng tải nó mới xước dòng ra được nha anh em lưu ý ha. Rồi tần số đang để mức thấp nhất nha, đó tần số lên đây maximum luôn nha anh em. Chuyển qua để chế độ đánh liền nha. Đây. Rồi ba con máy em đã liều test xong ha, và tiến hành đóng gói gửi đến ba anh nha. Thì trong video có gì sai sót hoặc là sơ suất thì cũng kính mong anh em vui lòng thông cảm bỏ qua nha. Anh em nào có muốn giao lưu, muốn mua máy cứ alo trực tiếp cho em nha anh em, số điện thoại em để trên góc màn hình nha. Còn anh em nào có yêu quý mình nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha anh em, để mình có động lực phát triển kênh ha, có động lực làm ra những con máy đạt chất lượng hiệu quả cao để phục vụ đến ta anh em kích thủ nha. Rồi trước khi kết thúc video ha, em cũng có lời gửi chúc sức khỏe đến đầu tiên là gia đình ba anh nha, là anh Hải ha, cảm ơn anh đã ủng hộ bên em là con máy này là máy thứ năm rồi nha. Đó. Và sau đó là anh Lực và anh Huy ha, là hai anh đều ở Vĩnh Long. Nên đầu tiên xin chúc gia đình ba anh ha, và sau đó là toàn thể anh em kích thủ, anh em khách quý ha, anh em khách hàng và tất cả những anh em đồng nghiệp nha, em chúc tất cả luôn luôn có sức khỏe dồi dào, làm ăn phát đạt và vụ mùa bội thu. Rồi một lần nữa xin cảm ơn anh em và xin chào tạm biệt anh em, và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những con máy tiếp theo nha. Những đơn hàng tiếp theo của anh em kích thủ đã đặt bên em á, những anh em đã đặt cọc rồi á, những em đã lên đơn sách hết rồi, nói chung là em sắp xếp theo thứ tự theo lịch trình ha. Rồi khi nào tới được anh em là sẽ có video hướng dẫn cho anh em nha. Rồi một lần nữa cảm ơn anh em nha, và xin hẹn gặp lại anh em vào những video và những máy tiếp theo nha.